armed and dangerous. Suspect is armed and dangerous. Robbery in progress. She's got a gun! She's got a gun. Xin chào, tôi là Trần Trung và bạn đang xem video từ tomo.vn. Các bạn đã xem đến phim này chứng tỏ rằng là các bạn đang theo sát hành trình của chúng tôi. Đó chính là series After Effects cơ bản của tomo.vn. Và bài tập số 9 là bài tập ác trọng của series này với tiêu đề Render, hay tiếng Việt gọi là xuất phim, còn chúng tôi gọi là xuất tình. Quay trở lại với After Effects, sau khi các bạn đã thiết kế xong một cảnh trong một MV ca nhạc hoặc trong một đoạn phim quảng cáo, để chúng ta có thể xuất ra được composition này thành file MOV, file AVI hoặc bất kỳ file dạng nào mà chúng ta muốn, thì chúng ta phải sử dụng lệnh xuất trong After Effects bằng cách bạn chọn composition và chọn lệnh Add Render Queue. Ngay khi bạn chọn Add Render Queue thì composition nào bạn đang xử lý sẽ được đưa vào phần Render Queue. Render Queue có nghĩa là hàng để render. Ở đây các cái danh sách sẽ được liệt kê theo dạng hàng và bạn sẽ render, có thể là render cùng lúc một hoặc là nhiều composition cùng lúc. Ở bảng Render Queue bạn sẽ thấy một số chức năng khá quan trọng như sau. Ở phần Render Setting bạn sẽ thấy có các phần là Batch Setting, Current Setting, DV Setting và Draft Setting. Ngoài ra còn rất là nhiều phần khác. Tuy nhiên, chúng ta khi render ra thì chúng ta luôn render ở chế độ cao nhất, thì bạn nên render ở Batch Setting. Ngoài ra, nếu trong trường hợp bạn render cho khách hàng để họ xem qua về mặt bố cục, thì bạn có thể render ở Draft Setting với chất lượng dung lượng thấp và tốc độ render cũng sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Tôi đang để ở chế độ Batch Setting. Ở phần Output Mode Module, như các bạn đã thấy ở bên này, ngầm định của nó là lossless để ám chỉ rằng là khi bạn xuất phim ra thì nó sẽ không nén. Tuy nhiên, nếu bạn xuất ở dạng lossless và định dạng xuất là AVI như bạn đã thấy ở đây, thì file phim nếu bạn xuất ở dạng HD nó sẽ rất là nặng. Chính vì vậy, để xuất được các phim HD và các phim MV ca nhạc, bạn nên chuyển sang chế độ H264 như ở đây và ấn Output To ra bên ngoài bất kỳ chỗ nào và ấn nút xếp lại. Như các bạn đã thấy ở đây, nếu trong trường hợp bạn muốn thay đổi định dạng xuất ra, bạn bấm vào H264 như ở đây. Ở bảng Module Output, như các bạn đã thấy ở phần format định dạng, tôi đang để ở định dạng H264 là chuẩn MP4, dành cho file video, sẽ giúp cho các file video bạn quay ở dạng HD và xử lý ở dạng HD xuất ra phim được nén ở tốc độ tốt nhất, và sản phẩm này thì nó phù hợp với việc bạn up lên YouTube hoặc các trang video social khác. Bạn hãy chú ý ở phần Video Output, phần Channel, bạn sẽ thấy ở đây có Channel bao gồm RGB và Alpha. Như các bạn đã thấy còn một chức năng nữa, RGB Alpha ở chế độ Disable như thế này. Trong một số trường hợp khi bạn sử dụng After Effects, ví dụ như là bạn quay key một người và phông xanh, sau khi bạn đã key light cái vùng màu xanh của nền và bạn muốn xuất phim ra với cả nhân vật cộng với cả vùng alpha, thì bạn sẽ chuyển chế độ từ format, định dạng format từ sang quick time, và ở chế độ channel này bạn sẽ đặt là RGB cộng alpha. Như vậy khi bạn xuất ra thì file phim sẽ được đưa vào trong các phần mềm xử lý phim như là Premiere, sẽ thành là vùng màu đã được xóa phông xanh. Quay trở lại với file video chúng ta đang muốn xuất ra ở đây. Đây là một file video chúng ta đã xử lý hậu kỳ và không cần phải lớp alpha trong quá trình xuất. Vì vậy chúng ta quay trở lại với H264 và video output của chúng ta để ở chế độ channel là RGB. Như các bạn đã thấy ở đây, nếu các bạn muốn nén, định dạng nén, thì bạn bấm vào Format Option, một bảng H264 Format Option được hiện lên. Tại đây bạn sẽ thấy ở phần Profile đang để ở chế độ 2 là chế độ cao nhất, bạn nên để ở chế độ 2. Ở Level là 5.1 thì bạn cứ để ở 5.1 bởi vì đây là codec mới nhất. Chuyển sang Bitrate Setting, tại đây chúng ta sẽ có CBR và VBR 1 pass. Bạn chọn chế độ ngầm định của nó là VBR 1 pass. Và ở dưới, nếu bạn muốn chất lượng file phim được sắc nét
Với điều kiện là trong video đó bạn đã quay bằng các cái thiết bị sắc nét, thì bạn có thể tăng cái target bitrate ở đây lên thành 20. Và maximize bitrate bạn phải tăng lên nhiều hơn target bitrate là 40, ví dụ như bạn đã thấy ở đây. Vậy các bạn, cái yếu tố bitrate ở đây ảnh hưởng gì đến video? Thì xin thưa với các bạn, bitrate này thể hiện rằng là chất lượng hình ảnh sẽ phụ thuộc rất lớn vào target bitrate và maximize bitrate, bởi vì hai cái chỉ số này sẽ làm tăng dung lượng của file phim. Và nếu file nguồn của bạn là những file phim quay bằng các cái thiết bị quay chất lượng cao, ví dụ như là 5D Mark 3 hoặc là Red One hoặc là các cái thiết bị chuyên dụng cho phim, thì phần khi bạn xuất ra, để tránh việc mất mát dữ liệu, bạn nên tăng cường chỉ số bitrate này lên. Tuy nhiên, nếu bạn quay bằng các thiết bị quay thông thường, các máy quay HD thông thường hoặc iPhone, bạn nên để target bitrate là 3 MB và maximize bitrate là 8 MB. Để các bạn có thể hiểu rõ hơn về sự khác nhau của bitrate trong quá trình bạn render, chúng ta sẽ xem hai video với hai tỷ lệ bitrate khác nhau. Như các bạn đã thấy ở đây, file MV tôi render với tỷ lệ bitrate là 1 và xuất ra maximize là 8. Và ở đây là file MV target có tỷ lệ xuất ra target là 3 Mbps và maximize của nó là cũng là 3. Thể thấy được sự khác nhau giữa hai video này thì bạn sẽ nhìn vào khoảng bokeh ở phía đằng sau lưng của cậu ca sĩ này. Như các bạn đã thấy, ở phần bokeh ở phía đằng sau lưng của file 1 Mbps, các cái hình ảnh rất là bị răng cưa và không rõ nét, mất rất nhiều chi tiết. Còn của phần xuất ra của phần 3 Mbps thì như các bạn đã thấy, chất lượng phần nhòe ở đây rất là đẹp, tất nhiên là cũng chưa được rõ nét, nhưng hiệu ứng ở đây tốt hơn nhiều so với việc bạn xuất ra ở chế độ 1 Mbps. Bạn sẽ thấy phần output đang bị disable, bạn tích phần output để phần âm thanh khi bạn xuất phim ra nó sẽ đi kèm với file phim bạn xuất ra. Trong nhiều trường hợp, ví dụ bạn làm hiệu ứng và bạn không muốn file xuất ra có âm thanh đi kèm trong file để làm tránh việc tăng dung lượng, thì bạn có thể bỏ chế độ audio output này ra. Tuy nhiên, đây là chúng ta đang xuất một file MV, vì vậy chúng ta sẽ phải tích thêm phần audio output để khi quá trình chúng ta dựng, chúng ta có thể nghe được trong MV này người diễn viên họ đang hát ở thời điểm nào. Ấn nút OK. Như các bạn đã thấy, ở phần output module đã chuyển thành custom H264, để nói rằng là chúng ta đang xử lý với H264 nhưng có một sự thay đổi. Và phần output to, tôi sẽ trỏ file video này về thư mục mà chúng ta muốn, và như bạn đã thấy, định dạng cuối cùng là MP4, và chúng ta ấn nút render. Vậy là các bạn đã kết thúc bài tập ngày hôm nay. Hy vọng với bài tập này, về 9 bài tập mà chúng ta đã trải qua, các bạn đã hoàn toàn có thể bắt đầu After Effects và tạo ra những điều không thể thành có thể. Và bài tập số 10 trong series After Effects cơ bản của tomo.vn chỉ đơn giản là tổng kết lại cho các bạn toàn bộ quá trình các bạn học và ghi nhớ các bạn những điều quan trọng nhất. Hẹn gặp lại các bạn vào bài tập số 10 trong tuần sau. Tôi là Trần Trung và bạn đang xem video từ tomo.vn.